Vietnam. Nice to meet you guys. Hành trình chinh phục Vương điện Miss Universe 2024 đã bước đến giai đoạn 2. Trải qua nhiều hoạt động tranh tài, hơn 120 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ đều đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng cũng như các chuyên gia nhan sắc quốc tế. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Mixology có hơn 3,5 triệu người theo dõi đã công bố bảng dự đoán xếp hạng top 20 chung cuộc lần 2. Theo đó, năm thứ hạng dẫn đầu lần lượt điểm tên các đại diện đến từ Puerto Rico, Nigeria, Thái Lan, Paraguay và Phần Lan. Cụ thể, các chuyên gia đánh giá cao sự thể hiện của Jennifer Colon, Miss Universe Puerto Rico. Xuyên suốt quá trình tham gia hoạt động tại Mexico, người đẹp sinh năm 1987 được nhận xét là một ứng cử viên sáng giá mỗi khi xuất hiện vì vẻ ngoài trau chuốt, kỹ lưỡng. Ở vị trí thứ hai, Chidinma Adesina, Miss Universe Nigeria đã để lại ấn tượng tốt với nhan sắc vượt qua mọi biên giới. Đại diện đến từ Thái Lan, Suchata Chungsri giữ vị trí thứ ba trong bảng dự đoán lần này. Suchata Chungsri được các chuyên gia nhận định là một trong những ứng cử viên nắm chắc tấm vé đăng quang Miss Universe 2024. Nami Mendes đến từ Paraguay hiện đang ở vị trí thứ tư và dễ hiểu tại sao cô ấy lại lọt tốt ứng cử viên được yêu thích. Cô ấy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và luôn thể hiện ở top đầu. Bề ngoài của cô ấy dễ dàng lọt vào ống kính truyền thông tại Mexico. Hoàn thiện top 5 của chúng tôi là Miss Universe Phần Lan, Wantida Wotavuri. Cô ấy ăn nói lưu loát, thanh lịch và tử tế với mọi người. Đó là chuyên gia thuộc chuyên trang sắc đẹp Mixology viết. So sánh hai bảng dự đoán top 20 lần 1 và lần 2 của chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology, thứ hạng của Hoa hậu Kỳ Duyên đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước thềm sang Mexico thi đấu, nàng hậu Việt được các chuyên gia đánh giá khá cao ở vị trí thứ 6. Thứ hạng của cô chỉ xếp sau dàn đại diện đến từ các cường quốc sắc đẹp như Thái Lan, Peru, Venezuela, Đan Mạch, Dominican Republic. Tuy nhiên, vị trí áp sát top 5 của Hoa hậu Kỳ Duyên đã bị thay đổi chỉ sau 6 ngày thực chiến tại Mexico. Trong bảng dự đoán lần 2, không có hình ảnh của nàng hậu Việt xuất hiện ở top 20. Thậm chí, ở 10 vị trí tiếp theo, tức là top 30, đại diện Việt Nam cũng không nhận được đề cử. Theo đó, dàn thí sinh còn lại góp mặt bao gồm Miss Universe Albania, Colombia, Bồ Đào Nha, Bahrain, Campuchia, Vixen Island, Slovakia, Russia, Estonia, Jamaica. Vậy hoa hậu Kỳ Duyên của chúng ta sẽ nằm ở đâu? Điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân cô ấy. Mong rằng Kỳ Duyên sẽ có được sự tự tin, có được bản lĩnh như cô ấy đã từng có trên đấu trường của Miss Universe Việt Nam. Tất cả chúng ta đều mong rằng sẽ được nhìn thấy Hoa hậu Kỳ Duyên tỏa sáng. Và hy vọng rằng với sự góp ý của người hâm mộ trong nước, Kỳ Duyên có thể rút ra những kinh nghiệm cho mình để tránh những lỗi không đáng có. Chúc Kỳ Duyên sẽ có được những thành tích tốt nhất tại đấu trường Miss Universe 2024. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật rất nhiều những tin tức khác nhau trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.